Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, từ ngày 2 tháng 8, các cảng hàng không trên toàn quốc chính thức triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2 đối với hành khách đi máy bay trên các chuyến bay nội địa. Đối với công dân Việt Nam, VNEID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài, VNEID có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý cảng, các hãng hàng không, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, cập nhật chương trình, quy chế an ninh hàng không, chủ động giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách, bảo đảm an ninh an toàn, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam các vấn đề vượt thẩm quyền.